vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này mình sẽ chơi The Liquid, một vị xạ thủ nói chung cũng khá là mạnh ở thời điểm hiện tại, được khá là nhiều anh em sử dụng nhé. Thì khi mà anh em chơi xạ thủ ấy thì anh em nên nhớ nhé, anh em có thể đi đường rông thì mới để check map, còn không thì anh em cứ kéo con bua ra một xíu đi để đỡ phải đó là đối phương cướp ấy, cũng chả mất thời gian gì cả. Ok, thì đối đầu với mình bên kia đó là Cafendi anh em ạ, một vị xạ thủ thuộc dạng là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Ôi, thôi xong rồi, tem đi tập trung cướp rất chỉ là đông anh em ạ. Ok, pha này chiêu 2 này. Ôi, choáng được này. Pha này chơi được nhá. Có màng rồi anh em ạ, cách tôi cướp bóc này. Bắt luôn, sụp có bộ đỏ nhá, bắt luôn này. Hay quá, pha hụt đến từ dịp cực kỳ là hay luôn. Anh em đến từ đó là Krizik anh em ạ. Vạn vật hấp dẫn đến từ Krizik. Tận dụng cái khoảng thời gian này thì cố gắng là bao nhiêu máu trù nhất có thể nhá. Bởi vì game này thì game lấy trù mà, lấy trù mới có thể giành chiến thắng được. Chỉ ăn bao nhiêu mà không có trù thì cũng bằng không à. Thì ở cái clip này mình cũng trình bày bảng ngọc cũng như là trang bị và phù hiệu dành cho anh em nha anh em. Ôi, thôi xong rồi, pha này tốc biến bỏ chạy thôi. Pain cũng là một vị tướng cực kỳ là mạnh anh em ạ. Giai đoạn đầu game lường đám của Pain thì không phải bàn cãi nữa rồi. Thì chắc có lẽ hôm sau mình sẽ làm về vị tướng Pain. Mình thì định biến về nhưng mà cảm thấy đó đám lính gần lên rồi. Mình mà về mà ra không kịp phát là mất cây trù như chơi ấy. Thế là pha này thì ở lại nha anh em. Thì với xạ thủ nào cũng vậy, về giai đoạn late game thì nói chung có đô một xíu ấy, bắn mới thích được. Chứ giai đoạn đầu game thứ nhất chưa đủ lượng tốc đánh, thứ hai chỉ mang chưa ổn. Nên là đầu game thì anh em cố gắng phá một xíu nhá, xạ thủ.
anh em thấy tên nó bắn vào mình luôn luôn luôn, đó là bắn vào mình anh em ạ. Thế là phải chạy thôi, khi mà có dấu hiệu phát là anh em phải chạy ngay và luôn chứ, chứ tên mà đạp xuống thì một combo là anh em lên bảng điểm số cực kỳ là nhanh luôn đấy. Thì về bảng ngọc dành cho đó là vị tướng quýt này thì mình sẽ lên bảng ngọc như sau: ngọc đỏ thì tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang, ngọc tím thì 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu, và ngọc xanh đó là cống vật lý và xuyên giáp. Phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu thánh thuần nha anh em. Thánh thuần thì giúp anh em đỡ phải đỡ sốc đám ấy, và nhánh phù thì sẽ lên cho nó một cái siêu hồi máu. Ok, bây giờ thì chỉ việc đó là ôm farm thôi. Tem địch thì mình sợ nhất là pain anh em ạ. Nó vào đạp xuống một phát thì mình ngủm cụ tỏi luôn đấy. Thôi xong rồi. Dùng tem mình không biết có chạy được hay không. Sư ảo diều đến từ Islando nhưng mà cũng không làm được gì luôn. Bây giờ phải về ngay và luôn anh em ạ. Với quýt thì nói chung đẹp tu cũng khá là ổn anh em ạ. Quầy pha này dẹp được thì tâm lính rồi này. Bắn ăn được mang gen tem đi hay không? Anh em thấy chưa? Anh em thấy pin nó bắn vào mình một cách rất chỉ là phải gọi là bá đạo luôn ấy. Sơ hở một xíu là nó bắn vào liền à. Nhưng mà rất may thì Quýt cũng có chiếu đó lượt đi để né anh em ạ. Chứ gặp mà ví dụ như gión hoặc là theo nát thì mình tin chắc rằng không có cơ hội đó thoát được những phá đó đâu. May anh em ạ, vẫn giữ được trụ. Ôi pha này tấn công được này, tem mình rất chỉ là đông luôn. Bây giờ thì đám mình rất chia tốt anh em. Về trang bị thì mình sẽ lấy như sau: đầu tiên thì sẽ lên cho một đôi giày du mục tăng tốc đánh, tiếp đến thì thanh kiếm, sau đó thì vụt hung tàn, rồi cúng tà má, rồi lên cho nó đó là kiếm Muramasa và giáp hồ mình thôi. Và nó phải chạy ngay và luôn nha anh em, chỉ pến nó chuẩn bị đó là gì mình ấy. Bên mình chỉ cần bắt được đó là cà phê ni là tốt anh em ạ, bởi vì đám của cà phê ni bên tem địch đó là đám chủ đạo nhá. Ok, pha này bắn được này, mình được bắn free rồi anh em. Ôi ơi, Superman đang bốc đầu anh em ạ, lùi lại một xíu nhá. Siêu việt dành cho mình rồi này. Ok, pha này ăn được anh em ạ, mình vẫn đang còn tốc biến lên chơi luôn này. Nhưng mà chưa cần thiết anh em ạ, Zena tem mình thì ăn được, đó là cà phê đi tem đi rồi. Vậy là quá ok rồi, bây giờ sẽ đẩy luôn nha anh em. Anh em thấy Quýt chỉ mang luôn luôn chỉ mang. Quay thôi thôi xong rồi. Đấy anh em chỉ cần gọi là mình lượt chiêu 2 không kịp, lượt chiêu 1 không kịp một phát gọi là sốc đám. Quá là kinh khủng. Pain hay thực sự anh em ạ.
một xíu máu kia. Uầy, hay thực sự anh em ạ. À. Thôi xong rồi, làm sao ăn được nữa, có bay ná nó hồi phục rồi thì chịu rồi. Sốc đám kinh quá. Đánh được đó là hai lần trước rồi, chứ lần này thì chịu rồi, phá đồng minh vẫn thấy sai rồi nhá. Nhưng mà mình bị sốc đám nhanh quá anh em ạ, mình cứ ngờ đó là FP tên mình có thể bảo kế được. Không bị đó sốc đám nhưng mà cái kịp thì anh em cũng biết rồi. Cái xà thủ sờ nhật là những xà thủ đó ấy, thì chứ như díu rồi pến rồi em Murat nó cứ một phát là thôi xong luôn. Vậy pha này chơi được, ôi nó lại giật rồi anh em ạ. Bắt được pến là ổn đây. Chiếc cuối của zip thì đám cực kỳ là to nha anh em, giá trị mang nữa ấy. Ôi, ăn được. Đám của mình cũng không phải dạng vừa anh em ạ. Lần này thì pin tên địch đó là trước kịp đó thú hồi chiêu 1 thì đã lên rìa rồi. Nói chung với build đồ này thì anh em bắn cực kỳ là thấm nhá. Anh em thấy chưa, bắn hơi bị phê luôn ấy. Gọi là xà thủ của tên địch thì cũng chỉ đó là 2-3 phá thôi. Rồi phá này tốc biến sử dụng chiêu cuối khép góc đường về của đó là xa thủ tém địch luôn này. Mất đó là xa thủ sát thương chủ lực của tém địch rồi thì chắc chắn đó là tém địch rất chỉ là mong bánh. Và này thì có thể cống được luôn nha anh em, lùi lại đánh Superman đầy này. Vài phát bắn thì Superman lên rỉa luôn rồi. Đấy là lý do vì sao Whit cũng là một vị xa thủ rất chỉ là được ưa chuộng nha. Pha này bắt luôn, uầy bắn lên bảng điểm số luôn. Và cải kết thì trận đấu này lật kèo rồi anh em ạ. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi gần này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên đón like và đăng ký kênh nhé. Bye bye.